ngày hôm nay có lãng hoa rất là bậc thang để cầu nguyện tới Chúa cho chúng ta, đó là Thánh Geronimo Quan Thầy. Chúng ta nhớ ơn Thánh Geronimo Quan Thầy là bổn mạng của cha kính yêu chúng ta và cả cộng đoàn. Xin mời tất cả chúng trẻ chúng ta lên ạ. Ai hát được Thánh Geronimo chúng ta lên ạ. Chúng ta không hát được chúng ta dưới vỗ tay. Các anh các bác từ xã Tây Phong không xa lắm, nhưng gần đây là kẻ người xa người gần cũng trở về để chúc mừng cha trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và xin đại diện cho gia đình giáo xứ Điện Thánh, đặc biệt là ông bà cố đang ngồi dưới kia, đội tân chức xin cáo một đoạn. Và xin mời những ông tất cả anh em từ xe Tây Phong ạ. Xin mời các vị có máy quay ạ. À, xin quay lại chính cha, và hôm nay cha là chủ bài hát này. Vâng, xin chào chú Tâm. Trước khi hát bài hát thì cũng xin được chuyển tin vui, đó là hôm nay ông bà Phương cùng với anh chị Ngọc ở là những người con của quê hương Bắc Cảnh đang sinh sống tại Sài Gòn, và hôm nay cũng muốn về nhưng cũng vì điều kiện là tuổi cao rồi anh chị cũng công tác bận cho nên không về được, và cũng có gửi một món quà về chúc mừng cha mới. Xin thay lời cha mới cảm ơn tới ông bà cũng như anh chị. Vâng, và để tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và cảm ơn Thánh Quan Thầy đã luôn luôn đồng hành và cầu bầu cho cha trong phiên chức linh mục trong hôm nay, và chắc chắn rằng Thánh Geronimo linh mục tiến sĩ hội thánh cũng sẽ luôn luôn đồng hành với cha trên bước đường phiên chức linh mục. Và chúng ta cùng hát vang bài Thánh ca Geronimo do chính Đức ông Geronimo Nguyễn Phúc Hành sáng tác. Con ca chúng con hát mừng thánh nhân trên trời vinh quang, được tiếng reo vui dám mong cha hiền lắng nghe lời đoàn con hát mừng. Geronimo người đã với đất nước mang trần gian, Geronimo là đèn chiếu sáng chiếu ban cho đời, đây người chiến sĩ đứng danh cây bút trên thời, phá tan âu ám trong lòng người, chỉ đường cho người tin tới Chúa. Đây Thánh Quan Thầy nguyện thế đây người cha lành, đầy tình thương đầy tấm gương, Chúa treo cho trần thế rơi chung. Bản tiếng theo vui kinh rằng Chúa Trời cùng chiến công vua vì đại thắng, nguồn nước mai sau lúc qua biển trời cho con được về nơi khát vọng. Geronimo người là người đất nước mang trần gian, Geronimo là đèn chiếu sáng chúa ban cho đời, đây người chiến sĩ đứng danh cây bút tuyệt vời, hóa tan đủ ám trong lòng người, chỉ đường cho người tìm tới Chúa. Quý vị ơi, một tràng pháo tay thật đồng nhiệt lên ạ. Đột tiếng reo vui kinh rằng Chúa Trời thường chiến công mùa vì đại thái, một tiếng mai sau lúc qua biển đời cho con được Thầy quyền thế đây người xa lành, thầy tình thương
Đây tấm gương.